Xin chào, hướng dẫn một bài sốc đen đơn giản, bướm xay. Bài này chỉ có một hướng thôi và 32 bước. Sau đây chúng ta sẽ đi lần lượt 4 đoạn nhé, mỗi đoạn 8 bước, 8, 4, 3, 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi bằng chân phải trước này. Chúng ta gõ gót chân xuống sàn, chân phải chúng ta gõ xéo, chéo sang bên trái. 1, 2, tiếp đó đến chân trái cũng gõ chéo sang bên phải. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đoạn 2 chúng ta đưa chân sát cái bắp chân, đưa chân phải sát bắp chân bên trái và chúng ta đặt mũi chân ngang xuống sàn. Bây giờ đi vào đoạn 2 nhé. Khi chúng ta co lên chúng ta chưa đếm này, đặt xuống sàn chúng ta mới đếm. 2, 2, 3 và 4. Tiếp đó lên chân trái, chúng ta cũng co sát bắp chân bên phải, lấy đà từ đây đạp xuống đất. 5, 6, 7, 8. Sang đoạn 3, chúng ta đặt mũi chân về phía trước này. 3, đặt mũi chân về phía sau. 2, tiếp tục 3 và 4. Đến chân trái cũng tương tự như vậy. 5, 6, 7, 8. Đoạn 4, chân phải chúng ta bước về phía trước. 4, chân trái đưa ra ngang. 2, tiếp đó lên chân trái đưa phía trước. 3, chân phải đưa ra ngang. 4, bây giờ chúng ta lùi. 5, 6, 7, 8. Sau đây chúng ta sẽ đi lại hoàn thiện 32 bước. 1, 2, 3, 4, gót chân. 5, 6, 7, 8. Đoạn 2, mũi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đoạn 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đoạn 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta kết hợp với tay. 1, chúng ta tay nắm hờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta lại đi lại từ đầu. 1, 2, 3, 4. Chúng ta đi lại hoàn thiện kết hợp cả tay một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúc các bạn luôn